Rồi mình trước khi mình quay cái đợt cá thì mình sẽ quay sơ lược cho anh em coi cái dàn kiến của mình ha. Dàn kiến này làm được 2 ngăn đó. Đó, mà mỗi ngăn là mình để 1 con đó, 2 con tách rời với nhau chứ không có nhốt chung, nên đảm bảo an toàn con cá không bị tác động vật lý với nhau. Rồi tiếp tục hôm nay lên cho anh em được cá đồng giá 39.000 một con nha. Mã này thì là hàng trống luôn nha anh em, hàng trống trước thì coi ghép phía sau rồi coi ghép luôn nha anh em. À, hàng trống luôn nha, rất là đẹp. Đó, anh em ưng mã nào thì anh em chốt ha, 39.000 một con ha, hàng con trống. Đó. Ok thì chốt nha anh em. Rồi qua mã này thì là cũng 39.000 hang trống luôn nè. Cái trước thì là con coi ghét có máu lách lù, còn cái sau là coi Nemo nha anh em. Quá trời đẹp anh em ơi. Anh em nhìn nè ha. Con trống phía sau cũng rất là chất lượng đó. Này là mã 2 con trống luôn nha. Đó anh em ưng mã nào anh em chốt. À, giá cả học sinh sinh viên ha. Đó. Rồi ở đây thì Nemo trời màu gắt ghê không anh em, 39.000 anh em kiếm ở đâu mà nó rẻ hơn chỗ mình. Anh em mua 1 con cũng được, không có nhất thiết là phải mua 2 con nha. Mã này thì trước chống xa máy nè ha. Đó thì anh em nào mua thì liên hệ mình để đặt cá ha. Đó rất là đẹp nha anh em ơi, quẹo lửa học sinh sinh viên luôn. Rồi nhìn kìa, quá trời đẹp, quá trời nét luôn anh em ơi. Kìa ha. Ok men. Rồi qua con 104 thì là cũng là con trước chống xe máy ha. Coi ghét luôn nè anh em, trước chống xe máy. Quá trời đẹp anh em, con máy chất lượng anh em ơi. Bán rẻ cho anh em luôn ha. Đó, sale đồng giá anh em 39.000 luôn. Đó, con máy anh em nhìn thấy uy tín rồi đó. Ghép với con này thì ra Nemo thôi, coi ghét với Nemo ép với chung với nhau được nha. Rồi con này mới đỉnh trung đỉnh nè, màu multicolor luôn nha anh em. Đó, học sinh sinh viên luôn ha, multi color. Ok thì chốt nha anh em, well lơ ha. Trời ơi nhìn kìa, bộ form kìa nhức nhối luôn anh em ơi. Trước chống sao máy ha. Ở con này có màu vàng, thường cái mấy con mà lên màu vàng nó khó lên lắm anh em, cho nên mấy con màu vàng thì anh em săn ha, khó lên lắm. Tại vì anh em muốn mà cái gen nó ra màu vàng á, hoặc là cái gen nó phải tốt dữ lắm á anh em. Bây giờ anh em săn mấy con màu vàng có bông vàng á nè, như con này cũng ok nè anh em, 39.000 thôi. Máy cũng 39 đồng giá luôn nha, nam nữ bình đẳng nha anh em. Ok anh em chốt nha anh em, vào lờ ha, học sinh sinh viên. Đó anh em mua 1 con cũng được nha, phía sau thì anh em mua candy ha. Đó, anh em nhìn nào, quá trời đẹp anh em ơi, vào lờ anh em ơi. Đó, nét quá trời nét. Rồi qua đây thì là cái con 109 thì cũng là Nemo nè anh em. Trời mấy con này mà anh em 39.000 quá rẻ rồi, tính ra bằng 1 ly trà sữa mà anh em sở hữu được mấy con Nemo Galaxy. Anh em có thể tham khảo giá thị trường nó bán mấy con này nhiêu. Trời nó bán mấy con này là tầm trên 100.000 không, qua đây coi ghép mà xì ta xanh luôn anh em thấy không, bán ghê không, phía sau cũng coi ghép luôn nè. Trời ơi trời, quá trời đẹp, lượm lẹ anh em ơi. Tốc độ nha anh em, chậm tay là hết nha, mấy con này là chậm tay là hết sạch đó. Ở đây anh em tranh thủ ha. Rồi bên này cũng rất là đẹp luôn nè, trời ơi anh em, ôi luôn nha anh em. 111 ha, 111. Con này cũng gọi là miếu ti luôn, trời ơi quá trời đẹp, quá trời bán nè. Quay con máy nè, máy ôm trứng luôn rồi, xúc 1 cặp chỉ có 80.000 thôi đó. Mà mấy con này anh em về làm giống được luôn nha, nó mấy con này không có chơi bị trùng huyết nha anh em, khác bày hết trơn luôn. Trời qua wow, qua wow, con này mới đỉnh trong đỉnh luôn nè anh em ơi, đỉnh trong đỉnh luôn ha. Đó, quẹo lửa nha anh em. Thì là anh em đừng có bơm hàng giùm mình nha, hỏi ông nội nào ổng bơm cho mình 5-6 con ma 2 chai là 500-600.000 luôn anh em. Bơm xong rồi cái không chịu nhận hàng anh em, đặt cho cố vô rồi không đặt hàng, làm hại mấy anh em mà mua dòng ly thái á, hỏi mình quá trời là mình báo hết. Công nhận ông nội đó ổng báo thiệt chứ, ổng đặt cho cố vô rồi ổng bơm hàng mình vậy đó. Đó phía sau rồi ok không anh em. Rồi, mấy con này 39.000 luôn nha anh em. Này là hàng trống luôn nè ha, hàng trống.
phía sau Beauty Color, phía trước thì coi ghét nha. Đó, rất là đẹp nha anh em. Mấy anh em nào mà chắc ăn đặt ha, đặt chứ anh em đừng có bơm hàng nha, tội nghiệp mình nha anh em ơi. Mình vừa tốn tiền ship mà lại bị mắc cá nữa. Đó, cho nên anh em nào mà chắc ăn đặt anh em ha, đặt nha. Đó, đó mình nói thiệt. Qua đây thì hai con coi ghét luôn nha anh em, hai coi ghét luôn ha, rất là đẹp ha. Hàng chống bộ phơm rất là bán luôn ha. Vèo lờ, trời ơi, nhìn kìa. Quá trời nét, học sinh sinh viên luôn anh em ơi. Kìa, không, sung không, kèo đùng đùng luôn. Qua này thì ghét fancy nha, trước chấm sao máy, chấm bi ha. Trước chấm sao máy, trời ơi, đuôi móc luôn rồi anh em ơi. Vèo lửa con này chắc đúng đỉnh luôn rồi, vô cho anh em hốt liền luôn rồi đó. Đó, bình thường bán 60.000 mà bán hôm nay là 39.000 luôn nha anh em. Rồi cho anh em coi kỹ con cá này đi ha. Rồi qua mã 117 cũng là coi ghét luôn nè anh em. Đó, anh em ok, anh em chốt luôn ha. Đó, 117 nha, cũng dạng chấm bi nó coi ghét mà chấm bi á, hột me hột é gì nè ha. Trước chống sao máy luôn. Rồi chuẩn bị qua cái mã khác luôn anh em. Nói chung con này thì bộ phơm nó hơi bị gấu luôn á ha. Trước chống sao máy qua đây thì nem mô nền vàng nè anh em, màu đỏ ra màu đỏ luôn à. Trời, con này đỉnh trong đỉnh luôn ha. Nem mô nền vàng ha, màu đỏ ra màu đỏ, màu cam ra màu cam, màu vàng ra màu cam ha. Phân mảng rất là đẹp. Phía sau là con máy coi ghét ha. Đó, thì anh em ưng thì anh em chốt ha. Bộ phơm nó rất là bán, cá rất là sung luôn nha anh em. Về là mấy con này là 1-2 ngày là anh em ép liền được rồi ha. Nói về anh em cho ăn đầy đủ đi rồi anh em ép ha. Qua đây thì là một con coi yellow. Phía sau là con Beauty Color, mặt nạ trắng luôn nè. Anh em nhìn con phía sau là anh em ghiền luôn, rớt đi không nổi luôn. Mặt nạ trắng luôn nè anh em. Trời đó, hai cái mang anh em, hai cặp mang á, mang mặt nạ trắng luôn đó, đỉnh không? Quá trời đẹp luôn nha anh em. Rồi lựa ha. Thì anh em cứ chọn mã số đi, rồi mã nào anh em cứ nói, ví dụ 119 phía trước thì anh em chọn, rồi 120 phía sau hay gì đó anh em cứ chọn. Rồi con này đẹp nè anh em. Đó, quá trời đẹp, bộ phơm không? Chuẩn luôn ha. Rồi clip của mình đến đây xin dừng nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video clip sau. Bye bye. Anh em nhớ đăng ký kênh mình để ủng hộ mình, để mình có động lực lên cá ghẻ cho anh em tiếp nha. Bye bye.